Hi everyone, I'm Hiếu Ngô from Uspeak English. Chào các bạn, mình là Hiếu đến từ Uspeak English. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các từ vựng liên quan đến đá bóng. Từ số 1, sân bóng đá, soccer field, soccer field. Khung thành, goal, goal, goal. Cầu thủ bóng đá, người ta sẽ gọi là soccer player, soccer player, soccer player. Thủ môn, goalkeeper, goalkeeper, goalkeeper. Số trên áo thi đấu của cầu thủ người ta sẽ gọi là jersey number, jersey number, jersey number. Đá, động từ đá trái bóng đi, người ta sẽ gọi là kick, kick, kick. Mặt sân cỏ sẽ gọi là turf, turf, turf. Trang phục mà đá bóng người ta sẽ gọi là soccer clothes, soccer clothes. Tấc ngang, tấc cao ngang gối sẽ gọi là knee high socks, knee high socks. Giày đinh để đá bóng người ta sẽ gọi là soccer cleat, soccer cleat, soccer cleat. Đường ở giữa sân của sân đá bóng thì người ta sẽ gọi là midline, midline, midline. Khu vực phạt đền, penalty area, penalty area. Đường biên, sideline, sideline. Chấm phạt đền cách khung thành khoảng 11 mét thì người ta sẽ gọi là penalty mark, penalty mark, penalty mark. Thẻ đỏ, red card, red card, red card. Thẻ vàng, yellow card, yellow card, yellow card. Huấn luyện viên, coach, coach, coach. Còi thổi phạt, người ta sẽ gọi là whistle, whistle, whistle. Một đội nhóm với nhau người ta sẽ gọi là team, team, team. Trọng tài biên, linesman, linesman, linesman. Đội trưởng, captain, captain, captain. Cầu thủ, player, player, player. Chúc các bạn luyện tập thật tốt các từ vựng này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn 3 phút từ vựng tiếp theo.